Kính thưa quý vị, hai tuần qua, nguồn hàng hoa Tết tại nhiều thị trường cung cấp liên tục đổ về thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, hoa Tết năm nay dồi dào, đa dạng về chủng loại, hoa đẹp hơn mọi năm nhưng giá cả không tăng mạnh. Để kịp cung cấp hơn 12 triệu hoa cành và 2 triệu hoa chậu dịp Tết này, mỗi ngày 100 tấn hoa tươi từ trang trại này được vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và tất cả các tỉnh thành lớn tiêu thụ. Mùa Tết năm nay, các loại hoa chủ lực là hoa cúc, sống đời, đồng tiền, thủy tiên, lily, thu hải đường. Thưa vị, để đáp ứng cho nhu cầu hoa Tết rất lớn vào dịp Tết Quý Mão năm nay thì hầu hết các cánh đồng hoa, các nông trại hoa tại Đà Lạt thì mọi người đang tấp nập hối hả luôn tay để chúng ta có thể thu hoạch những cành hoa đẹp nhất để có thể kịp giao đơn hàng trong dịp Tết này. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoa cành về chợ khá dồi dào, giá hoa cúc, thiên điểu, hoa hồng, lily, lay ơn nhìn chung đều ổn định, không tăng mạnh so với ngày thường, thậm chí so với năm ngoái giá hoa còn có xu hướng giảm. Mình có mua hai loại cúc, một loại của hàng cao cấp của Đà Lạt Hash Farm thì giá 120.000 một bình, rất là đẹp, và một loại cúc lưới thì của local trồng thôi là 50.000 một bình, giá rất là tốt ở thời điểm này. Và ở đây là hoa thiên điểu là 150.000 10 cây. Tuyết mai, thanh liễu, địa lan, đặc biệt là đào cành, thu hút đông đảo người mua. Mặc dù giá bán có phần nhỉnh hơn, song người tiêu dùng vẫn sẵn sàng mở hầu bao. Hoa là muốn ăn tinh thần cho nên là thích gì chơi thôi chứ không phải là vấn đề gì cả. Khách cũng chưa có một số người thì về quê trước và đã chia ngày ra mua hết rồi, thì nói chung cũng tạm ổn. Có ngày hôm nay bắt đầu vào những ngày cuối thì sẽ đông hơn, tới cuối đêm 30 là sức mua sẽ cao. Trong khi đó, các chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu của đa dạng hoa kiển, tập trung nhiều loại cúc mâm xôi, cúc đại đóa, đào, mai vàng, vạn thọ, hoa giấy, mồng gà, hoa lan, dừa cạn, sống đời. Giá hoa tăng nhẹ do chi phí vận chuyển tăng. Nhiều tiểu thương cho biết dù lượng khách đến đông nhưng người mua ít, hoa đang bán khá chậm. Các tiểu thương kỳ vọng trong tối nay và mai sức mua sẽ cải thiện hơn.